liên quan đến vụ việc một phụ huynh học sinh được cho là gửi tin nhắn xúc phạm nhà trường trên nhóm chat của lớp khiến cho con của vị phụ huynh này bị nhà trường đình chỉ học đang gây xôn xao dư luận trong những ngày qua. Sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội đã có chỉ đạo khẩn yêu cầu nhà trường cho học sinh đi học trở lại. Vụ việc xảy ra tại trường Trung học phổ thông Lạc Long Quân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Cụ thể, theo văn bản thông báo của trường Trung học phổ thông Lạc Long Quân, Sóc Sơn, Hà Nội, ngày 26 tháng 8, một phụ huynh lớp 12A3 đã có những tin nhắn trên nhóm chat của lớp với nội dung làm ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường. Nhà trường đã hai lần mời phụ huynh làm việc, cử giáo viên chủ nhiệm tới nhà đưa giấy mời, nhưng phụ huynh này không hợp tác. Theo vị phụ huynh này, phụ huynh có quyền được thắc mắc những vấn đề đó và nhà trường phải có trách nhiệm giải thích chứ không phải phụ huynh có trách nhiệm giải trình về những gì mình nói với nhà trường. Sau đó Thông qua giáo viên chủ nhiệm, nhà trường thông báo em học sinh là con của phụ huynh này sẽ phải nghỉ học từ mùng 4 tháng 10. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho rằng trong vụ việc này, học sinh không có tội tình gì để phải nghỉ học và đã chỉ đạo yêu cầu nhà trường phải để học sinh được đến lớp. Gia đình phụ huynh cho biết em học sinh này đã đi học trong sáng ngày mùng 5 tháng 10 nhưng tinh thần không ổn định và đến thời điểm này gia đình cũng không nhận được văn bản nào thông báo về việc đình chỉ học sinh hay cho học sinh đi học trở lại mà tất cả đều do giáo viên gọi điện thông báo cho gia đình